Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em qua cái bài số 5, phép cộng và phép nhân của chương 1, số học 6 nha các bạn. Chấm hỏi 3, tính nhanh. Tính nhanh nha các bạn. Vậy câu A, mình sẽ lấy 46 cộng với 54 cộng với 17 cộng với 17 vậy 46, 46 cộng cho 54 chúng ta cộng lại là bằng 100, bằng 100 cộng với 17 sẽ bằng là 117. Đó, tính nhanh là mình gom 46 cộng với 54 để cho nó tròn trăm nè các bạn. Đúng không? Mình lấy 46 cộng 54 tròn trăm, còn mình lấy 46 cộng với 17 thì nó không có tròn trăm được các bạn. Như vậy là 46 cộng 54 ra tròn 100 nè. 100 cộng với 17 là ra được 117 nha các bạn. Còn đây mình sẽ lấy là 4 nhân cho 25. Rồi sau đó mới nhân cho 37 nha các bạn. Vậy 4 nhân 25 là 100. Rồi sau đó mình mới nhân cho 37 nha các bạn. 4 nhân 25, 4 nhân 5 là 0 nhớ 2, 4 nhớ 8, 4 2 8 nhớ 2 nữa là 10 lần trăm. Nhân với 37 là mình sẽ được là 3 7 thêm 2 số 0 vô nữa. Đó, vậy gọi là tính nhanh. Còn câu C, câu C thì mình áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Thì mình lấy 87 nè các bạn. Nhân ở đây có 87 nhân, 87 nhân. Mình đi 87 nhân mở ngoặc 36 cộng với 64. 36 cộng 64. Vậy nó sẽ bằng 87 nhân 36 cộng 64 là được 100. 100 sẽ bằng 87 thêm hai đây dấu nhân này nha bạn. Nhân hai số 0 nữa là xong. Đó, dấu nhân. Rồi, bài tập số 2 thì tương tự vậy, chúng ta sẽ lấy là 86 cộng với 14 rồi mới cộng với 357. Đó, 86 cộng 14, 6 cộng 4 là 0 nhớ 1, 8 cộng 1 là 9, 9 nhớ 1 nữa là 10 cộng với 357. Như vậy nó sẽ bằng 457 nhé bạn. 100 cộng với 357 là bằng 457. Ở đây bằng chúng ta sẽ lấy 72 cộng với 128 cộng với 69. Đó, như là 2 cộng 8 được 0 nhớ 1, 7 cộng 2 là 9, 9 nhớ 1 nữa là 0. Đó, 9 nhớ 1 nữa là 10, 10 với 0 nhớ 1, 1 với cộng 1 nữa là bằng 2. Cộng cho 69 sẽ bằng là 269. Đó. Còn qua câu C. Câu C sẽ bằng mình lấy 25 nhân cho 4 nhân 5 nhân với 2. Đó, mình lấy 25 nè bạn, nhân 4, 5 nhân với 2, còn số 27 mình để riêng. Đó, như vậy này là bằng 25 nhân 4 là 100. 5 nhân 2 là 10. 27 hạ xuống. Vậy là bằng nè bạn 27. 27 hạ xuống đây là mình lấy 1 2 3 số 0. Rồi. Còn bên đây. Bên đây mình áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Mình sẽ lấy 28 nè. Nhân. Ở đây có 28 nhân, đây có 28 nhân, mình lấy 28 nhân nè. 64 dấu cộng 36 đó sẽ bằng 28 nhân 64 cộng 36 là 100 sẽ bằng 28 được thêm 2 số 0 nữa là bằng 2800. Đó, đó là cái bài tập tính nhanh nha bạn. Hôm qua bài tập số 30 làm ít, làm ít như vậy mà câu A, x trừ 34 mở ngoặc x trừ 34 đóng ngoặc nhân 15 bằng 0. Như vậy đây là chúng ta làm một cái phép nhân, phải không?
là x trừ 34 là một ngữ số chưa biết. Muốn tìm ngữ số chưa biết, ta lấy x là 0 nè các bạn. Đây là một ngữ số, đây một ngữ số, đây là x nè các bạn. Muốn tìm một ngữ số chưa biết, ta lấy x là 0 chia cho ngữ số đã biết. Đó. Vậy x trừ 34 bằng 0 chia cho 35 là bằng 0. Rồi còn x đây là vốn vai trò là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ thì mình lấy hiệu nè các bạn, cộng cho số trừ. X sẽ bằng 34. Rồi. Tiếp tục bên đây các bạn. Ở đây là 18 nhân cho x mở ngoặc x trừ 16 đóng ngoặc bằng 18. Như vậy đây x trừ 16 cũng là một ngữ số chưa biết. Muốn tìm một ngữ số chưa biết, mấy bạn lấy x chia cho ngữ số đã biết. Đó. Như vậy là x trừ 16 bằng 18 chia 18 là được 1. Còn x ở đây là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ mình lấy hiệu nè, cộng với số trừ. Thì x bằng 1 cộng 16 là 10, 17. Đó. Rồi, chúng ta qua clip bài tập số 31. Bánh nhanh. Bánh nhanh. Rồi, chúng ta sẽ lấy nè các bạn. Mình cộng sau nó tròn trăm tròn chục nha các bạn. Mình lấy 135. Trăm ba mươi lăm mình cộng với 65. Trăm ba mươi lăm mình cộng 65. Rồi cộng mở ngoặc 360 cộng 40 nhé bạn. Rồi bằng tiếp 100, mình lấy 135 cộng 65. Rồi, rồi mình lấy 360 cộng cho 40. Như vậy là 135 cộng với 65 sẽ bằng là 200. Sẽ bằng 200. Cộng 360 cộng với 40 là bằng 400. Như vậy là 200 cộng với 400 sẽ bằng là 600. Đó. Như vậy chúng ta lấy 135 cộng với 65 các bạn. Rồi lấy 360 cộng với 40, vậy là 135 cộng với 65 là 200. 360 cộng với 40 là 400. Vậy chúng ta được là 600 hả các bạn. Ở bên đây chúng ta lấy 463. Chúng ta cộng với 137. Đoạn clip chúng ta lấy 318 cộng với 22. Đó. Như vậy 463 cộng 137 nè bạn. 3 cộng 7 là được 0, nhớ 1. 6 cộng 3 là 9, nhớ 1 nữa là 10, chứ 0 nhớ 1. 4 cộng 5, 4 cộng 1 là 5, nhớ 1 nữa là 6. Cộng 8 cộng 2 được 0, nhớ 1. 1 cộng 2 là 3, 3 nhớ 1 nữa là 4, vậy là 3. Rồi 600 cộng cho 340 là 900. 900 40 nhớ bạn, 940. Rồi clip nữa bạn. 20 cộng 21 cộng 22 cộng vân vân, cộng 29 cộng 30 có nghĩa là 20 cộng 21 cộng 22 cộng 23 cộng 24 cộng 25 cộng 26 cộng 27 cộng 28 nhé bạn, cộng 29 30. Cộng 30 vậy đây mình ghi là bằng nè. 20 cộng 30. Mình lấy 20 cộng 30. Tiếp tục cộng 21 cộng 29. Nghĩa là ở đây là các bạn 20 cộng 21 cộng 22 cộng 23 cộng 24 cộng 25 cộng 26 cộng 27
cộng 28 cộng 29 rồi cộng với 30 đó. Vậy lúc này mình cộng cho nó tròn chục nữa bạn. 20 cộng 30, 21 cộng 29, rồi 22 cộng 28, rồi 23 cộng với 27 cộng 24 cộng với 26 còn số 25. Mình ên nó, mình để riêng ra bên ngoài. Vậy cái này là bằng 50 nữa bạn. Cộng 50 cộng 50 cộng 50 cộng 50 cộng 25 đó. Vậy nó sẽ bằng, chúng ta đếm 1 2 3 4 5. Vậy mình lấy 50 nhân 5 cộng với 25, vậy là 50 nhân với 5 là 250 cộng với 25 là bằng 270. Xin lỗi nha bạn, bằng là 275 nha. Rồi chúng ta qua cái bài tập số 32, tính nhanh. Tính nhanh nha. Cái này thì 996 cộng 45 không thể nào là tròn trục được. Đó, cho nên mình phải tính như thế này nè bạn. 996 45 này nè bạn. 45 này mình có thể ghi là cộng 4 với cộng 41 luôn ha. 45 là chúng ta ghi bằng 4 cộng 41 cũng ra là 45. Để chi, để chấm 996 cộng 4 này sẽ bằng 1.000. 1.000 cộng với 41 nhớ bạn, vậy sẽ bằng 1.041 đó. Còn bài này bằng nè bạn 198 đó. 37 này mình có thể ghi là 37 này nè bạn, mình có thể ghi là 35 cộng với 2 đó. 37 này bằng 35 cộng 2 để chi, 2 cộng với 198 nó ra là bằng tròn trăm, phải không? 35 cộng 200, rồi 2 cộng 198 là 200. Vậy 35 cộng 200, 35 cộng 200 là chính là bằng 235 nhé bạn. Đó là bài xong với bài tập số 32. Tiếp theo qua bài số 6, phép trừ và phép chia. Nãy là chúng ta làm bài về phép nhân và phép cộng, giờ chúng ta chuyển qua phép trừ và phép chia nhé bạn. Rồi ở đây x đóng vai trò là số bị chia, muốn tìm số bị chia chúng ta lấy hương nhân với số số chia đó, hương nhân với số chia nhé bạn. Vậy x sẽ bằng 41 nhân 13 41 nhân 13 là 533 nhé bạn. 533. Rồi ở đây x đóng vai trò là số chia. Muốn tìm số chia thì lấy số bị chia 1248 chia cho số, chia cho hương là 14. Vậy là mình lấy 1248 này bạn. Chia cho 14. À, như vậy là có phải là cô viết viết đề nhầm nữa bạn, chia cho 12 đó. Cái số này là 12 nữa bạn. Hoặc là đây là số 4 ha. Nhưng mà thôi giờ mình chỉ biết cách làm thôi. Còn con số thì mình có thể thay đổi được. Đó, như là 1 2 4 8 chia cho 12 bằng 104 nhé bạn. Chia cho 12 nhé bạn. Đây là 12. Bỏ này nhé bạn. Vậy là x bằng 1248 chia cho 12. Như vậy là x sẽ bằng 104. Rồi tiếp tục nữa bạn. 4x này nè, đóng vai trò là số bị chia.
Muốn làm số bị chia lén tương là không nè, nhân cho số chia là 17. Đó, vậy 4x bằng 0 nhân 17 là 0. Còn ở giữa 4 với x này không ghi dấu gì hết, ngầm hiểu là dấu nhân. Vậy x sẽ bằng, đây là x là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết thì lấy thương, lấy tích chia cho thừa số đã biết là 4. Vậy x sẽ bằng 0. Rồi. Câu này bỏ nhé bạn. Câu này bỏ. Rồi, tới câu D. Câu D. 7x đóng vai trò là số trừ. Muốn tìm số trừ, chúng ta lấy hiệu nữa bạn. Hiệu cộng với số trừ là 8. Vậy là 7x bằng 713 cộng 8 là được 221. Nhớ bạn, vậy x sẽ bằng 221. Mà chia cho 7. 221 chia 7. Vậy là 221 chia 7. Cái phép chia này nó không ra số ngẫu nhiên. Vậy là có thể là cô ghi cái đề nó bị nhầm nữa bạn. Có thể ghi cái đề nó bị nhầm nha. Rồi bây giờ cái đề này để cô xem lại đi. Giờ nó qua cái câu bên đây nữa bạn. Câu bên đây. Vậy là ở đây không ghi dấu gì hết, ngầm hiểu là dấu nhân, ngầm hiểu là dấu nhân ha, ngầm hiểu dấu nhân. Như vậy là x trừ 3 là đóng vai trò là thừa số chưa biết, sẽ bằng 0 chia cho thừa số đã biết là 8 nhé bạn. Rồi vậy x trừ 3 bằng 0 chia 8 là bằng 0. Rồi tiếp tục x bằng x là số bị trừ mà lấy hiệu cộng với số trừ là 3. Vậy là x sẽ bằng là 0 cộng 3 là bằng 3. Đó. Rồi, cái câu C này nữa bạn. Câu C này là nó trùng với câu này cho nên cô cũng giảng lại nha bạn. Như vậy là bây giờ cô viết lại cái câu D nãy nữa bạn. Câu D nãy nè, nãy cô viết nhầm đó, câu D này nè, giờ mà bỏ này nè bạn. 7x trừ 8 là bằng 713. Như vậy 7x sẽ bằng 7x là số bị trừ. Thì chúng ta lấy số trừ, lấy hiệu cộng với số trừ là cộng 8 nhé bạn. Vậy 7x bằng là 721, hồi nãy cô nhầm 721, vậy x sẽ bằng 721 chia cho 7 nhé bạn. Chia 7, ở đây không ghi dấu gì hết, ngầm hiểu dấu nhân. Thì muốn tìm một thừa số chưa biết, lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy x sẽ bằng 103. Đó là câu D. Còn câu bên này nữa bạn, không chia cho bất cứ số nào cũng bằng không. Tuy nhiên cái trong phép chia các bạn thì số chia không được bằng không, cho nên trong trường hợp này x sẽ phải thuộc tập hợp n, nhưng mà n sau là cái tập hợp mà trừ đi số 0, nghĩa lại tập từ số 1, số 2, số 3, số 4, vân vân. Như vậy lúc này x là có rất nhiều giá trị các bạn, nhưng mà trừ đi số 0, bắt đầu từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vân vân. Như vậy, nhầm bạn hỏi cô gì nè cô ơi. Trong cái bài này, tại sao mình không tính x trừ 8 trước? Thì mấy bạn lưu ý nè,
thứ tự thực hiện phép tính. Nếu như trong cái phép tính nó không có dấu ngoặc thì chúng ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Cho nên cái cụm 7x này là phép nhân nè các bạn, thì chúng ta phải tính cái cụm phép nhân này trước. Không, chúng ta đi tính cái nhân này trước là đi tính 7x trước nhé bạn, đi tính 7x trước không, sau đó rồi mới tính x xem các bạn bao nhiêu. Còn ở đây nhầm bạn nó tại sao không chuyển trừ, chuyển cái tính cái 8x là 8x bằng 0 cộng 3 trước mà phải đi tính x trừ 3. Tại vì theo thứ tự thực hiện phép tính nếu có dấu ngoặc thì chúng ta phải thực hiện trong ngoặc trước, x trừ 3 hạ xuống nữa bạn, bằng 0 hạ xuống. Cái này là phép nhân không, x trừ 3 là cái thừa số chưa biết thì lấy tích chia cho thừa số đã biết. Có nghĩa là chúng ta đi tìm x, chúng ta cũng phải thực hiện theo cái nguyên tắc là nhân nếu có dấu ngoặc thì phải tính trong ngoặc trước, còn trong ngoặc trước xong rồi mới tính nhân chia trước cộng trừ sau nhé bạn. Đó, như vậy là sẵn này cho cô sẽ sửa cái bài tập số 47 trước luôn. Số 47 trước luôn. Đây cái bài tập số 47. Đó. Như vậy này phép tính này nè các bạn, có trong ngoặc trước thì mình phải tính trong ngoặc nè. Có phép tính có cái trong ngoặc thì mình phải tính trong ngoặc trước nè các bạn. Không? Như vậy đây là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ thì lấy hiệu cộng số trừ 120. Vậy lúc này x trừ 35 sẽ bằng 120. Đó. Rồi bây giờ x cũng là số bị trừ luôn nè các bạn, sẽ bằng hiệu cộng số trừ. Vậy x sẽ bằng 155. Đó. Rồi, bên đây nó cũng có trong ngoặc trước nè các bạn, mình tính trong ngoặc trước ha, trong ngoặc trước. Đó. Thì ở đây là một tổng, như đây là một cái số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, chúng ta lấy 217 trừ cho số hạng đã biết là 124. Nhớ bạn, trừ cho số hạng đã biết là 124. Như vậy lúc này cô ghi này nhầm là 118. Này để gạt đi, mình ghi lại nè. 118 trừ x bằng 217 trừ cho 124. Như vậy 118 trừ x bằng 7 trừ 4 là được 3, 21 trừ 12 là được 9. Rồi, bây giờ x đóng vai trò là số trừ. Muốn tìm số trừ, lấy số bị trừ là 118 trừ cho hiệu là trừ cho 93. Đó, vậy x sẽ bằng 25. Đó, 118 trừ cho 93 là 25. Hôm nay cũng vậy các bạn, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trong ngoặc trước. Đó, x cộng 61 bằng, như vậy trong trường hợp này x cộng 61 là số trừ. Muốn tìm số trừ, mình lấy số bị trừ nè các bạn, 156 trừ cho 82. Đó, như vậy lúc này x cộng 61 bằng 74. Vậy trong trường hợp này x là một số hạng chưa biết của một tổng thì chúng ta lấy tổng trừ cho số hạng đã biết là 61 nhé bạn, trừ số hạng đã biết là 61. Vậy x sẽ bằng 13 nhé bạn. Rồi, vậy chúng ta quay ngược lại bài tập số 46 trang 24. Trong phép chia cho 2, số dư có thể là 0 hoặc 1. Nghĩa là trong phép chia trong phép chia cho 2 thì chúng ta sẽ có hai khả năng dư, đó là 0 với 1. Số dư không thể bằng 2 được nhé bạn. Trong phép chia cho 2 thì số dư không thể bằng 2 được. Nên là số dư chỉ có thể bằng 0 với 1. Trong mỗi phép chia cho 3, trong mỗi phép chia cho 3 thì số dư có thể bằng 0, 1, 2. Được chưa các bạn? Cho 3 thì số dư của nó chỉ là 0, 1, 2 thôi, không được số dư là 3. Số dư phải nhỏ hơn số chia nhé bạn. Rồi trong phép chia cho 4, số dư có thể bằng 0, 1, 2, 3 chứ không được bằng 4. Trong phép chia cho 5, số dư có thể bằng 0, 1, 2, 3, 4. Đó, nhớ bạn. Tương tự, nếu cho trong phép chia cho 6, số dư có thể bằng là 0, 1, 2, 3, 4, 5 nhớ bạn. Tiếp tục, dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k. Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 chia cho 2 nha các bạn, không có chia hết nha. Chia cho 2 dư 1 là 2k cộng 1.
với k của cái n là k là số tự nhiên đó. Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3. Số chia hết cho 3 là 3k. Nhớ bạn, với k hột n số tự nhiên. Còn dạng tổng quát của số chia 3 dư 1 là 3k cộng 1 với k hột n. Đó. Còn dạng tổng quát của số chia 3 dư 2 là 3k cộng 2. Đó, như là k mũ. K mũ. K mũ n. Đó. Còn nếu như đề bài yêu cầu là dạng tổng quát của số chia cho 5 dư 4 thì mình ghi là 5k cộng 4 ha, với k 1n. Đây là dạng chia cho 5 dư 4, hoặc là mình nói là dạng tổng quát của số chia 10 dư 8 thì là 10k cộng 8. Trong đó k 1n.